mời các bạn vào đây. Bởi vì nhiệm vụ tiếp theo của các bạn rất là khó khăn, đặc biệt là đối với những người mà chưa bao giờ tự sửa xe của mình. Oh my god. Chị ơi, em muốn xin miếng nước á, nước dơ cũng được chị, mình xin ở đâu được? Dạ. Na xong rồi. Rồi anh đi. Ai. Cũ lắm á, cẩn thận nha. Đem hàng thử thôi. Nước bình thường thôi chị, nước Domine thôi á. Vâng. Em cảm ơn. Em làm cho. Anh có thêm đâu nó bình thường ra cái nhấp nhảy ra đi, nhảy ra hả? Okay. Không được, mình làm sai rồi. Thế hả? Chứ làm như thế nào? Thế hả? Ủa nhưng mà biết bể bánh nào không? Bể này xịt ra, bánh sau có xịt đâu. Bể bánh trước hả? Ừ. Nhưng mà vấn đề là phải lấy gì anh? Lấy ruột hả? Lấy cái ruột ra để vá. À. Hiểu không? Có phải là lấy ra như vậy không? Anh không biết. Anh chắc không? Lấy. Bây giờ anh nghĩ là anh lấy cái đồ bơm bánh xe anh bơm, xong anh nhúng cái này vô trong đó luôn, anh sẽ kiểm tra được. Bơm nhưng bơm cái này. Dạ, cái này là cái nhỏ luôn, cái ruột luôn đúng không? Nhưng là cái là bên cái trong. Cái vỏ hả? À, lấy cái bên trong. Phải không? Xe đạp có phải là như vậy không? Bên trong á. Bên trong nó có cái ruộng nữa hả? Nên là trồng lý tưởng. Rồi. Em. Để em đánh xem nó bị nổ ở đâu. Chỗ nào nó xì ống bóng hoặc nó nổ ở đó. Cái này hơi khó nên ok, ta đi. Đây, có vết. Đi tìm thấy được rồi. Cẩn thận, anh đánh xé rách luôn cái ruột là khỏi chạy luôn á. Anh nghĩ là mấy vết nổ thôi, không phải một cái đâu. Em nhớ rồi, ở đây nè. Để em ạ. Ở đây nè. Kia, đây. Đâu chỗ này? Đây. Có gì thấy không? Đây nè, thấy không? Có đúng không? Đúng không? Yeah, ok. Em đưa lại cho anh. Dạ. Đào xéo xéo đi. Đưa đấy. Rồi, nào. Bỏ ra. Sao làm xin thế nào? Làm cái này. Vậy phải không chú? Vậy hả? Thôi, xịt cắt. Lấy cái khăn lau. Cái khăn đâu? Anh kiểm tra bánh sau đi anh, kiểm tra kỹ đi. Em giữ lên rồi, anh kiểm tra nữa. Móng tay đen như là tay trâu. Rồi đã. Rồi. Ok, nhìn. Dạ, lấy cây đập. Anh bơm đi, kiểm tra cho. Từ từ. Được chưa? Bây giờ bỏ vào hả? Xả hơi sao? Xả hơi à? Nhìn. Xả ra hả? Xả ra rồi mới nhét vô được. Lắp vào nè. Đó, đó, được chưa? Rồi, đánh làm đó. Dạ. Rồi, em chuẩn bị lấy bơm. Chú đi lại. Lên thêm gì nữa? Được chưa? Được rồi. Rồi. À, cái chỗ. Đi. Hay bây giờ anh phải lấy cái này ra nè. Căng rồi. Đi. Nó
nó bị xẹp nữa rồi, lủng rồi. Nó xẹp. Đi nhanh lên. Rõ ràng là xẹp mà. Rồi. Xẹp chứ kệ, vừa xẹp vừa bơm. Không có xẹp đâu, tại anh nặng anh quá. Anh chỗ này cầu ấy, để em tự đi. Em xem bản đồ chưa? Không biết. Xem lại bản đồ đi. Rồi. Okay. Cái chỗ này bỏ cái này đâu vô chứ. Đang lỗ cắm xuống, đặt ra lúc đó, đặt ra bên. Mình đang ở đâu? Hỏi được không? Hope Center 20 Nhật Lệ. Chú ơi, cho con hỏi Nhật Lệ đang ở đâu hả chú? Nhật Lệ à? Nhật Lệ. Con chỉ lưu lại. Nhật Lệ ở kia à? Từ thằng quê về cho con vừa không cũng được. Anh nhét vô đi, học tay vô. Kẹt tay, kẹt tay. Lấy cái vỏ ra, lấy cái vỏ ra, nhét cái này vô xong đi, nhét cái phần khác. À, đau, 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 tay em. Tiếp, tiếp, cố lên. Em đọc lại em nào, bao nhiêu Nguyễn Huệ? 20 Nhật Lệ. 20 Nhật Lệ à? Dạ. Hôm sau anh, lúc hôm sau là anh bảo chờ. Anh hỏi quá hả? Dạ. Anh bảo chờ là thấy nó không bị non là anh biết rồi. Dạ. Oh my god, bao nhiêu kilogram? Em lần đầu tiên là có bạn trai chở xe đạp đấy. Anh cũng lần đầu tiên mà chở con gái trên xe đạp đấy. Thời vinh dự đấy. Mặc dù xuất phát trước, nhưng Hữu Long và Diana vẫn có đôi chút vướng mắc về việc xác định phương hướng. Sau một hồi lòng vòng khắp nội thành Huế, Hoàng Ngân và Jessie hay Long và Diana sẽ tới đích trước?